Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hãng xe Ford ra EcoSport mới năm 2020, thêm tính năng để đáp trả Kia Seltos. Bản nâng cấp lần này của Ford EcoSport không thay đổi thiết kế tổng thể, mà chỉ tập trung vào nâng cấp trang bị bên trong xe. Trong những tháng vừa qua, Ford EcoSport liên tục được giảm giá mạnh tại các đại lý. Lượng xe sản xuất năm 2019 được xả hàng nhiều với giá giảm sâu, còn xe sản xuất trong năm nay giảm ít hơn một chút. Động thái này được cho là bán nốt hàng các mẫu xe cũ để chờ phiên bản mới sắp được ra mắt. Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt cọc EcoSport 2020. Đây không phải là thế hệ mới, nhưng cũng không phải là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift mà chỉ là bản nâng cấp trang bị. Theo dự kiến, lô xe đầu tiên sẽ được bàn giao từ tháng 10 tới đây. Thông tin về phiên bản mới của EcoSport cũng đã xuất hiện trên cục đăng kiểm từ tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, cũng có những chiếc xe EcoSport 2020 bản thử nghiệm được bắt gặp ở gần khuôn viên của nhà máy Ford ở Hải Dương vào hồi đầu năm nay. Từ những thông tin chi tiết được tiết lộ từ tư vấn bán hàng, cộng thêm hình ảnh rò rỉ có thể thấy Ford EcoSport 2020 giữ nguyên thiết kế chủ đạo. Điểm khác biệt duy nhất ở diện mạo bên ngoài là phía sau với cánh cửa cốp đã bỏ bánh dự phòng và thay bằng một tấm ốp chrome, biển số được đưa lên trên cao hơn và phần cản bên dưới được thiết kế lại. Mẫu xe này được cho biết sẽ bỏ luôn lốp dự phòng chứ không đưa lốp dự phòng vào bên trong xe. Thay vào đó, bộ phụ kiện được kèm theo xe sẽ có bộ keo và vá lốp, giúp xe có thể chạy thêm vài chục km để tìm nơi vá mới. Nội thất xe về cơ bản trông vẫn như trước. Chi tiết nâng cấp dễ nhận thấy là vô lăng có tích hợp cụm điều khiển phụ, có hai chức năng là ga tự động và giới hạn tốc độ, tương tự như mẫu Focus trước đây. Màn hình SIN 3 được cập nhật phần mềm lên bản 3.4 mới nhất. Những tính năng này sẽ xuất hiện trên hai bản Titanium 1.5 và Titanium 1.0L. Mẫu xe này vẫn duy trì hai loại động cơ là máy xăng 1 lít rưỡi hút khí tự nhiên và máy tăng áp EcoBoost 1 lít đi cùng hộp số 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Giá phiên bản EcoSport mới được phía đại lý cho biết có thể sẽ không tặng so với bản cũ. Giá các bản EcoSport cũ dao động từ 545 cho đến 689 triệu đồng. Khảo sát tại các đại lý giá bán sau thương lượng thực tế chỉ từ 470 cho đến 640 triệu đồng. Đi kèm quà tặng là một số phụ kiện hay là bảo hiểm thân vỏ. Ford EcoSport 2020 tiếp tục được lắp ráp trong nước, bởi vậy mẫu xe này sẽ được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương cao nhất khoảng 41 triệu đồng. Trong phân khúc SUV hạng B, ngoài Hyundai Kona và Honda HR-V, Ford EcoSport sẽ phải đối đầu với Kia Seltos, cũng là loại xe lắp ráp trong nước, và cả Toyota Corolla Cross là xe nhập khẩu. Trong đó, mẫu xe đáng gờm hơn cả là Seltos, hiện đang nhăm nhe giành vị trí vua phân khúc với Hyundai Kona và Ford EcoSport. Kia Seltos có giá dao động từ 589 cho đến 719 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.